Mật mía, công dụng và cách dùng. Mật mía là sản phẩm được sản xuất từ việc ép nước mía rồi cô đặc. Trong quá trình sản xuất, mật mía còn gọi là kéo mật. Đây là nghề thủ công truyền thống ở vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là vùng Nghệ An. Tại một số nơi, nghề nấu mật mía gắn liền với nghề nấu đường thủ công. Mật mía có nhiều công dụng không ngờ mà nhiều người chưa biết đến. Cách sản xuất mật mía. Cây mía vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện nay được trồng ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Những ghi chép lịch sử về mía đã bắt nguồn từ 510 trước công nguyên. Thời đó, dưới triều vị vua vĩ đại Darius I, đế quốc Ba Tư rất hùng mạnh. Khi chinh phạt Ấn Độ, ông tìm thấy mía và viết, loại cây sồi đã mang lại mật ong mà không có ong. Để sản xuất mật mía, người ta thu hoạch cây mía, chặt bỏ ngọn và gốc. Khi đưa mía về xưởng ép mía, các cây mía được làm sạch sau đó ép. Công việc ép mía trước đây sử dụng sức người, trâu bò để kéo. Ngày nay dùng máy ép cho năng suất cao và an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Nước mía thu được đem lại đi nấu mật. Đây là công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng mía. Tùy theo kinh nghiệm của từng gia đình, mỗi gia đình sản xuất sẽ có chất lượng khác nhau. Khi nấu mật mía, người nấu mật phải giữ lửa trong lò luôn ổn định và đảm mật đảo đều. Nếu lửa quá to hoặc tay đảo không đều thì mật dễ bị cháy. Trong khi nấu mật phải vớt phần bọt đen để giữ cho sản phẩm có màu đẹp. Quá trình nấu mật kết thúc khi nước mía sẽ chuyển sang sền sệt và có màu đỏ au. Sản phẩm được để nguội sau đó rót vào thùng chứa. Công dụng của mật mía. Mật mía được sử dụng từ lâu đời, từ xa xưa. Thổ dân Úc đã dùng nó để chữa bệnh nhưng do nền sản xuất đường công nghiệp nên nó ít được chú ý đến. Ngày nay khoa học chứng minh đường tinh luyện rất nguy hiểm với sức khỏe con người. Cùng với xu hướng trở về với thực phẩm thiên nhiên, người ta đang rất chú ý đến mật mía được làm hoàn toàn tự nhiên, nguyên chất dinh dưỡng của cây mía. Nhiều chất dinh dưỡng có trong mật mía. Carbon hydrate. Nhiều axit amin, đặc biệt là nhiều axit amin cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vitamin B1, B2, B6, vitamin C. Các muối vô cơ như kali, phosphor, sắt. Và các axit hữu cơ có chứa axit sulfuric, axit sulfuric, axit malic, axit citric. Theo Đông y, mật mía có vị ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, thuận táo, giáng khí. Dùng trong trường hợp ho khan khí đàm, kể cả chứng ho ra máu. Còn dùng trong các chứng mất dịch. Vị do vị nhiệt, lưỡi đỏ rêu ít, miệng khô rát. Cũng có thể dùng cho người nôn ọe nhiều lần, miệng khô buồn bực, đại tiện, táo kết và những ngộ độc như rượu. Thực phẩm cho thấy mía chứa nhiều loại đường có tác dụng ức chế các loại khối u ác tính. Mật mía được chiết xuất từ cây mía là một vị thuốc bổ có vị ngọt, tính bình vào các tạng phổi, tụy, dạ dày, gan, có tác dụng thanh nhiệt, thuận táo, sinh tân dịch, chỉ khát. Cách sử dụng mật mía. Ở Bắc Bộ, những ngày Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu vài hũ mật mía trong nhà. Mật mía là nguyên liệu để nấu các món chè tiễn ông táo về trời, làm bánh gai và làm bánh trôi, làm kẹo cù đơ, kẹo lạc, vân vân. Nói chung là mật mía được sử dụng chủ yếu để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Mật mía dùng để kho cá, thịt thì ngon vô đối, không cần thắng đường hay nước màu, lên màu cực đẹp và thơm ngon.